Hoa Kỳ thành công thử nghiệm hệ thống phòng thủ hỏa tiễn, tin từ Vandenberg. Trong ngày 26 tháng Giêng năm 2013, Hoa Kỳ đã thành công trong việc thử hệ thống phòng thủ hỏa tiễn tại căn cứ hải quân Vandenberg ở tiểu bang California. Cuộc thử nghiệm sẽ đem lại dữ liệu cho hệ thống phòng thủ Exo-Atmospheric Kill Vehicle để phân tích sự hiệu quả phòng thủ của nó. Mặc dù cuộc thử nghiệm không có hỏa tiễn tấn công thật, nhưng hỏa tiễn phòng thủ đã đánh đúng địa trên không gian mà hỏa tiễn tấn công dự kiến bay đến. Hệ thống phòng thủ hỏa tiễn dùng hỏa tiễn để đâm vào hỏa tiễn tấn công của đối phương trên không gian. Và cuộc thử nghiệm vào ngày 26 tháng Giêng năm 2013 đã đưa lại dữ liệu quan trọng để nâng cao sự tự tin trong các cuộc thử nghiệm khác trong tương lai. Dữ liệu cho thấy tất cả các bộ phận của hệ thống hoạt động chính xác như đã thiết kế.